đều chia một chia, ai chia giơ tay lên cho em ạ. Ai chia giơ tay ạ? Rồi chia, mình cùng nhau đi về đây chia. Và mỗi người nhận em thêm một con gấu bông ạ. Rồi kính thưa quý vị, ngay bây giờ vòng loại tiếp theo. Kính thưa quý vị, nếu như mà ba tiết mục đầu tiên hồi nãy thì khi mà lộ và cho admin post lên danh sách những nghệ sĩ mà sẽ được đăng ký để hát song ca thì rất là nhiều người đăng ký. Thì ba người ở cái phần 2 của chương trình là không ai đăng ký hết quý vị nha. Tại vì sao vậy? Chắc có lẽ là nếu mà mình nói mà trắng trợn quá thì quý vị sẽ khó tin. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo với khán giả Trường Giang và sư hỗ trợ, phải lộn tên không vậy? Dạ. Và với xin song ca với nghệ sĩ Lô Tô Kim Lai. Xin em đừng khóc, vô quy của Minh Phương. Mời quý vị cùng thưởng thức. Trăng nước hôm nay em đâu rồi, ngăn cách cung trời. Chương trình xíu ha. Cảm ơn em nha. Bạn tên gì vậy nè? Dạ bạn tên Trường Giang. Trường Giang giới thiệu qua Trường Giang đi kiếm. Em tên Trường Giang à. Trường Giang đang làm về gì nè? Đi tập viên trường hình. Tao kêu mày lấy quà tặng cho Trường Giang, mày lấy gì vậy? Bây giờ cô hồn hả? Không, quà con gấu kìa. Chú em lấy dân hả? Là xui lắm đó. Rồi, ok, trời ơi. Nhanh nhanh đi, mất rồi. Thấy cái gì đẹp hơn à? Nội cha nó lụt con gấu mà tao muốn than cái đầu nó chết. Hãy làm sao mà mày muốn kiểu gì. Dạ rồi. Trời ơi, nó còn đem cho người ta lừa nữa má, thật sự luôn á. Ok, cảm ơn Kim Lại, mày vô thay đồ đi. Nói thôi, chị Lại nóng rồi, chị Lại đánh mày đó. Mọi người quên hết giùm em nha. Em chỉ có cái... Không, không, ta thấy con dân thôi nó vui, chứ ta đâu có cười gì mày. Tao rất là thành công cái tiết mục này luôn. Dạ. Chị biết sao không? Chị sẽ được ghi danh vô là tiết mục tệ nhất Sài Gòn từng thời. Đúng không? Chắc nào không? Ta đi! Xuất sắc cái tiết mục này mà ta nói không ai chưa bao giờ trên hành tinh này có một tiết mục nào mà cha đẻ tên này má trời ơi trời ơi không, con Diễm Huệ nó còn sống mày khoan, con Diễm Huệ nó còn sống nha. Ok quý vị bình tĩnh, còn 2-3 tiết mục nữa, những không ai đăng ký cái gì chút xíu coi. Dạ rồi, ngay bây giờ trong lời tiếp theo của nó chúng ta hướng mắt sẽ bắt đầu dò sớm vô con gấu để hình nhai đó. Mấy gì được xuống gì ra mấy gì ra không lấy giỡn đó chứ. Tiết mục hồi nãy á em thấy đẹp không, quá đẹp. đầu tư xuất sắc, muốn cái váy nó 3 triệu đó. Hồi nãy chị gài bước ra em nổi da gà luôn á, thật á. Yeah. Tại vì á nó
nó giống như một câu chuyện mà em đã từng nghe. Thật sự thì ai cũng thấy hay, nhưng có mình em nói chỉ là dở thôi. Số gì ra, hey, số gì đây, sao chữ gài em vô cái chai phạt đây. Số gì ra, em đi trên có non một ngọn đôi bờ đường đê. Em che nghiêng non lá trong ruộng hè có hoa nhị cầu. Quê hương em ở ngoài thành xóm nhà tranh. Em qua mấy sông dừng mấy đèo. Sao nào? Đổ trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về thăm. 35 mấy gì đây con, số gì đây, số gì ra, số gì đây con, mấy gì ra, mấy gì ra. Lớp chúng mình ngắt rất rất vui, anh em ta chẳng hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như cái xương anh em một nhà đầy tình thân. Quy mến nhau luôn thi đua học chăm tin tới. Số 9 đó quý vị, dạ cho dùm em. Con số 9, con số 9, con số 9, con số 9. Đây con số 9, đây con số 9 mấy. Gì đây con gần hò răng bông. Gì đây con bước gì đa bông. Gì đây con bước gì đây. Ôm người ta nhìn nhẹ trái đôi tay. Hòa chúng con nhà tình yêu mây xoay. Nguyện cầu đến tới chốn mơ ngày mai. Đèn dần như bóng bên trăng. Lấp lánh hoa đang nhỏ nhẹ đưa hương tình. Số gì đây, mấy gì đây, con số gì đây, số gì đây. Ba thương con thì con mà giống mẹ nè. Mẹ thương con thì con mà giống ba. Cả nhà ta cùng thương mà yêu nhau. Ta lại nhớ gặp nhau mới là cười. Con 60, con 60, con 60. Bốn về ra ngoài biển dương nhạc dư lắm lê tán con chân tan cám tóc lên ngờ ngắn chán buồn giặc ngoài xóm nàng đinh ngắn chán làm từ lòng chung tương lòng ta nấu tung một cầm. 45 ra con mấy gì ra, mấy gì ra con mấy gì ra. Tay em dán mang lo tay em dính dai chàng. Nhỏ to to nhỏ, nhỏ to nhỏ. Anh ơi mình xuống thuyền đưa nhau về Vũng Tư. Ra con số 4, còn số 4, ra con số 4, còn số 4. Còn số 4, còn số 4, số gì ra, số gì ra, số gì đây. Đã được đi ra cà phê ở sau đắp gai hết. Nhìn ta bao xa xa, anh đã quên thì thật rồi. Đã được đi ra chẳng còn yêu anh nữa đâu. Anh giờ như cánh chim bay về nơi ngày mai. Còn 12 xuống gì ra, xuống gì đây, cho xuống gì đây, xuống gì đây. Em khen anh công nhân, anh chỉ có tấm tưng. Em khen anh thương gia, anh có đóng đô la. Em khen anh thương gia, anh có đóng đô la. Nhưng mà đừng cái ông đáng tuổi cha em mà. Con số 3, mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra, con năm gì ra, năm gì ra, con năm gì ra, năm gì ra. Lâm buồn nhìn quang anh. Chim giao giao trên cành đang cầm cung. Nhìn ai xót xa trong lòng. Tuổi thân mã hồng không khác gì hoàng an. Ngoài bầu trời tung cánh bay. Cho ta nhắn theo bao nỗi niềm tâm tư. 54 xuống gì ra, xuống gì ra. Ra có mấy con mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Em đi đâu về, em đi đâu về. Mà tóc đầy mẹ, mà tóc đầy mẹ. Em ngồi em trả giải sao nè. Nghĩ gì vui thế mà cười một mình. La 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 la
mây về đã su về đã su về đã su về đã su về đã nó biết về đi mây về đã chiều qua cánh đồng tạm thời ai khi ngay nhớ về gò công tiền giang mỹ tho đường con thuyền trên sông tiền đợi ai 50 con hai 52 52 52 à 52 52 52 52 ba chị đây à ba chị đây cùng ba chị đây ba chị đây cùng ba chị đây ba chị kêu ngày người tinh nhỏ không nhỏ hết nha, này hơi bự không nhỏ lắm thắt lại anh này người tình lớn đó nếu em là mây nè là chim xe xè hay chim đại bàng à này người tình lớn ước mơ gì không có mai mà được không mà 38 dòng 38 cuộc tôi chỉ đi số chỉ đây số chỉ đi số chỉ đây cùng ba chỉ đây ba chỉ đây cùng ba chỉ đây ba chỉ đây ba chỉ đây na 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 em viết tên anh trên chiếc Honda em viết tên anh trên chiếc Yamaha em viết tên anh em viết tên anh em viết tên anh trên cái chưa 33 số nào ra số gì đây cờ ra con bay bay gì đây con ba nào ra cờ ba gì đây con ba gì đây con ba nào ra ba gì đây cao 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 bên ô cửa sổ có hai người làm gì hôn nhau 36 là chiếc lá đợi cần xin đồ ơi dừng xe 36 đợt vậy quý vị khán giả không xe bé kính thưa quý vị, con số 36 là con số may mắn của dòng lời siêu đặc biệt. Kính thưa bây giờ tụi em đã bước một vụ tất cả quý vị dòng lời y như cũ 50.000 đồng chuẩn một chị Giang quý vị nhé.